Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của Linh Mục Anthony Nguyễn Thế Nhân. Sau đó, xin quý vị cùng hiệp dâng lời ca cầu nguyện. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2021, thứ năm của tuần 29 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ của người rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất hay sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, và nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, những gì chúng ta vừa được nghe trong tin mừng quả là một sự chấn động và có sức gây sang chấn tâm lý cho rất nhiều người. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi tại sao, đại loại như: tại sao Chúa đến không phải mang sự an bình, nhưng là đem sự chia rẽ? Và sự chia rẽ này lại xảy ra ngay trong nội bộ của gia đình và giữa những người được liệt vào hàng thân thuộc hay máu mủ. Và đích điểm của sự chấn động của tin mừng ấy chính là làm cho nhiều người trong chúng ta phải tự hỏi: chúng ta theo Chúa để làm gì? Hay nói cách khác, đâu là hành trình theo Chúa đích thực? Hành trình theo Chúa được bắt đầu với hình ảnh lửa trong Thầy đã ném lửa vào trái đất. Ngọn lửa ấy cần hiểu trong bối cảnh mà chính Thánh sử Luca đã đề cập trong câu 11 chương 3. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Và ngọn lửa ấy có thể tượng trưng cho Thánh Thần, thì chính trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 3 đã đề cập đến. Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một. Như vậy, hành trình theo Chúa là hành trình có sự tác động và có sự hiện diện của Thánh Thần. Hay là cách khác, hành trình ấy là hành trình làm bùng cháy sự tác động của Thánh Thần. Kế đến, hành trình theo Chúa là hành trình gắn chặt với phép rửa mà Chúa Giêsu đã phải chịu. Phép rửa ấy không đơn thuần nhắm đến phép rửa của ông Gioan được tường thuật trong Luca chương 3, mà phép rửa ấy còn nhắm đến biến cố tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu. Vì chính Đức Giêsu cũng đã hỏi hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan khi hai ông xin được ngồi hai bên tả hữu trong nước trời: các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu hay không? Như vậy, hành trình theo Chúa của chúng ta vừa là một hành trình gắn chặt với sự tác động của Thánh Thần, tức là làm bùng cháy sự tác động của Thánh Thần nơi thế gian. Và hành trình ấy phải gắn chặt với biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Khi hành trình theo Chúa của chúng ta
được xây trên hai nền tảng ấy, hành trình của chúng ta không chỉ dừng lại mà tiếp tục đòi buộc chúng ta phải dấn thân trọn vẹn vào cuộc sống. Và công cuộc dấn thân ấy không phải là một con đường đầy tơ lụa hay trải đầy hoa hồng. Con đường ấy sẽ đầy trắc trở, chông gai và hứng chịu nhiều gạch đá do sự đối lập từ những người khác. Kính thưa cộng đoàn thân mến, hành trình theo Chúa chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Chắc chắn hành trình ấy không ít thì nhiều sẽ vấp phải những sự chống đối và nghịch cảnh. Đôi khi sự chống đối ấy lại có xuất phát điểm từ chính những người thân cận của chúng ta. Đó có thể là từ cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hay người thân của chúng ta. Xin hãy nhìn sự phân hóa do đại dịch COVID-19 mang lại cho chúng ta hay cho gia đình chúng ta là một ví dụ. Những câu hỏi đại loại như Chúa ở đâu nơi đại dịch? Có Chúa hiện diện hay không? Mà tại sao Chúa lại để cho hàng ngàn hàng vạn con người phải chết một cách cô đơn? Chúa ở đâu khi mà hàng vạn, hàng ngàn con người khác đang phải dằn dặt giữa sự sống và cái chết? Đức Giêsu nói, Thầy đến không phải mang sự bình an, nhưng là đem sự chia rẽ. Và sự bình an của chúng ta chỉ đến khi chúng ta biết xây dựng trên hai nền tảng, đó là nền tảng của sự tác động và sự hiện diện của Thánh Thần và nền tảng của biến cố, tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Khi chúng ta hướng hành trình theo Chúa trên hai nền tảng ấy, cũng chính là lúc chúng ta sống tinh thần mà cộng đồng toàn miền tại Úc Châu tạm gọi là Planet Council muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta. Hãy lắng nghe điều thần khí đang nói cho chúng ta và nói trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.